Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Đến với clip tiếp theo của em. Hôm nay em ra nghĩa trang ấy, các bác. Đây này các bác. Em phát hiện một loại tổ chim nằm trên lóc chỗ ông mộ chỗ ông của em ấy, các bác. Đây này các bác. Đang trên ngọn này các bác nhìn không? Có gì đâu. Cái tổ chim nó nằm trên đỉnh ngọn cái vòm ở chỗ của ông của em ấy. Em sẽ quay cho các bác xem, các bác thấy hay ủng hộ cho em nhé. Đây bắt đầu em mở cổng. Đây là em mở cửa đây các bác. Thôi giờ không nhá. Em mở cửa cho các bác, em quay lên cho các bác xem. Đây này các bác. Hơi tối các bác, đây này. Trên ngọn này, bắt đầu em quay lên cho các bác xem nhé. Em sẽ lật cam quay cho các bác xem. Đây này các bác ơi. Em khung khung các khung rồi các bác đây khung các bạn đây này đi các bác đây đây cái tổ chim nó nằm trên ngọn này các bác rồi đó các bác đó cái tổ chim nó nằm trên các bác nhìn đi không đó, nó nằm ở trên ngọn kìa các bác. Rồi em sẽ bắt đầu lên lên chỗ khúc này các bác ấy. Em sẽ lên khúc này em sẽ lên quay cho các bác xem đây này. Đó, các bác được cái đều lại tổ chim. Đó, bắt đầu em sẽ lên trên ở trên này nha các bác. Ông giống như nhỏ ông nhá. Vệ xin phép ông. Đây. Bắt đầu em lên trên lóc tối quá các bạn. Em lại tắt vào đây. Lên chỗ ông. Ô cửa này chắc phải em tắt máy phải lên được các bạn. Khớp lên được các bạn. Rồi tối các bạn thông cảm cho em nhé. Đây các bác. Em lên rồi này. Ở góc kia có một tổ chim chim gì tổ góc kia có tổ chim gì nữa các bác. Góc kia có tổ chim gì trồm màu sao các bác đó. Đây các bác sẵn quay sát xét lên thì em không đấm lên nữa. Đây rác em không dám lên gần sát tổ ấy. Tổ của nó làm rất chi là góc cách này các bác đó, các bác nhìn thấy không. Nó nằm ở trên này. Em thấy các bác thấy tổ chim này hay có clip của em hay thì các bác cho em like và đăng ký kênh cho em nhé. Đây này các bác đã kêu có tổ nữa cơ. Đó đây này, cái tổ này này nằm trên ngọn người cậu ngọn luôn các bác. Đó, thả rác luôn các bác. Em quay cho bác xem nóc luôn nhé. Đó, em đang đứng trên đỉnh nhé. Em để dưới quay sát lên quay cho các bác xem. Đó. Đó, sát luôn. Em sẽ quay các bạn luôn các bác. Đây giờ đây là các bác. Các bác. Khóc ngang, xúc phẩm có ngang các bác. Bên trên các bác. Ui, thật chim các bác. Đó.
em bị xuống các bác, các bác đây này các bác, bắt đầu em xuống này. Chìm đi ngọn cho em này. Ờ, bên góc cũng có tổ thôi em phải ra các bạn, em thôi em đi ra đây, đây này, em còn phải khóa cổng và cho xin phép ông nó đi về đâu, em phải khóa cổng cho ông. Đó. Biến rất chìm nhiều luôn các bác. Hoa đẹp kìa. Rồi em đi về đây, xong clip. Để các bác thấy clip của em hay, ủng hộ và like và đăng ký kênh cho em nhé. Em xin chào tất cả các bác nhé. Rồi em lên trên này. Em đi lên trên này. Các bạn nhé.